sinh 1954. 70 hả? 70, 71. Dạ. À, toàn thể vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay câu chuyện cũng khá là đặc biệt, đặc lạ. Cô U 72 vượt quãng đường xa để tìm nửa thương của mình. Thì điều kiện cô đưa ra như thế nào? Kính mời vị chiến sĩ theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, con chào cô. Chào cô. Dạ. Cô nhiêu tuổi rồi? Nhưng mà cô sinh 1954. 70 hả? 70, 71. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình cô sao? Gia đình cô thì có gia đình một lần kết hôn rồi con rồi đổ vỡ rồi cô. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chồng cô lấy vợ khác rồi có đứa con, có con rồi giờ cô ở gần cô đi làm, đi cô đi buôn bán rồi lúc trẻ cô đi buôn bán không rồi giờ cô già cô không đi bán rồi cô đi làm thuê giúp việc cho người ta. Cô cho biết cô tên gì? Cô tên Nguyễn Thị Nhiều. Dạ. Hiện tại cô đang ở đâu? Cô ở An Phú Đông quận 12 con. Dạ. Việc là An Phú Đông. Nhà mình Sài Gòn luôn hả cô? Dạ ở Sài Gòn. Nhà của cô hả? Dạ. Cô ở, cô thuê nhà trọ. Thuê nhà trọ hả? Cô ở cũng lâu lắm rồi con. Rồi hiện tại cô đang làm công việc gì? Cô giúp việc nhà cho người ta con. Cô vẫn mấy mấy là cô vẫn còn đi làm được ha? Gì con? Cô vẫn còn đi làm được hả? Vẫn đi làm, tại vì cái tuổi mình lớn rồi, đáng lẽ thấy dụ có gia đình, có cháu ngoại, cháu nội, rồi cô ở nhà chăm cháu rồi, có mình hết á. Với lại hồi xưa đâu có, hiện tại bây giờ con bây giờ có phương tiện rồi đó. Giờ cũng giờ không con, thì chồng cô có gia, có con mà con, có gia đình khác, có con ba đứa rồi. Từ hồi mình chia tay xã rồi mình không có tìm hiểu thêm cô nào, chú nào hả cô? Cô cũng có bạn con, nhưng mà bạn người ta thương cô, người ta có gia đình rồi. Rồi cũng như là hợp ý là ở rồi, bây giờ cô không muốn mà gặp cái hoàn cảnh như vậy nữa. Dạ. Giờ cô muốn lên cô tìm người. Mình không muốn sang vô người thứ ba cô ha? Tuổi dài mình cô, sau này vụ bệnh hoạn thì có qua có lại với nhau rồi đó. Nhưng mà người đó có gia đình này, cô đến với người đó lâu không? Được bao nhiêu năm? Cũng 3-4 năm rồi con. Dạ. Nhưng mà cô đến là cô không biết người ta có gia đình hả? Hay là biết? Cũng như kể là hoàn cảnh là cái chú có hơi vợ, chú kiểu bỏ cho chú đi đó. Rồi có dịp cô gặp nhau rồi cô hỏi là bạn của cô rồi hai người quen nhau, ở nhau. Đó là cũng nói vậy không biết sao mà cô với chú chia tay rồi giờ có mình cô rồi. Năm nay cô 71 tuổi hả? 71 tuổi. 71 tuổi rồi, bây giờ lấy chồng rồi lấy anh sao nè? Nhà cô thật sự cô phải như cô mà có chuyện đứa con thân, đứa con mà cô có cái ngoại cháu nội rồi cô không ra đây con, tại vì cô nghĩ cô sống cùng trọ giờ có một mình một người kia nữa đêm mong bệnh hoạn rồi không ai chăm sóc mình, con cũng tìm người để bồ bạn mình chăm lo thôi, cô cũng không có cần giàu đó, đó nghèo gà biết rồi làm ăn cũng chăm sóc qua lại thôi con, chứ cái tuổi cô ra đây cô cũng rất là ngại. Bây giờ ý là chú cô muốn tìm một chú như thế nào? Chú cô muốn tìm một chú cũng như là không cần giàu nghèo, có tuổi thì anh cỡ cô là nhỏ cô một hai tuổi cũng được, nói về dù có nhà cửa rồi nhiều gần thành phố thì cô thì về chú đó, còn không có thì ví dụ cô chú có làm thuê mướn ở nhà trọ gì đó, ví dụ mà thương nhau hợp nhau thì hai người góp góp rồi là ở lo với nhau ở nhà trọ luôn. Con nói ý con nói vậy đó. Chứ giờ đó cái tuổi của mình giờ đâu. Tại sao mà cô mấy năm về trước á, cô lúc mà trẻ tuổi á, sao cô không đi lấy chồng ấy? Cô nói con nghe là 23 tuổi cô đã lấy chồng rồi. Rồi cô ở nói chung là đàn ông ai cũng phải có con, cũng vợ có con, mà cô ở mấy năm không có con không. Rồi vợ chồng cô tìm khác rồi không có bỏ cô. Nhưng mà cô không chịu và hai người ly hôn luôn. Cô lấy chồng ở Vĩnh Lợi quê. Rồi cô đi lên ăn uống rong, cô đi làm buôn bán trái cây hay không. Giờ tuổi cô lớn rồi cũng không có bán được nữa, cô giúp việc nhà cho người ta vậy đó. Cô đi giúp việc rồi mà
lương tháng nhiêu cô ha? Cô hồi trước thì bình làm có ngày thì cái lương nó ổn định con, bây giờ cô làm cô giúp việc người ta, cô làm giờ thôi, một giờ 70.000 con, cô làm được có hai chỗ. Bây giờ cô giúp việc một người một tuần lễ là một buổi là một tháng là được một triệu, mấy chỗ kia là trung bình cô làm tháng cô lương được 3 triệu con. Không có con cháu gì hết hả? Không có, con trai cháu thì có. Cháu có hả? Nhà cô chị em ba chị bé gái thôi. Mới lên đây mà cháu biết nó hỏi rồi đó. Vậy hả? Nó biết nó hỏi rồi. Cháu con nói con buộc mình thì nó ở chung với mình, hai cháu nội ngoại thì mình ở chung được, còn là cháu nhiều khi nó lại nó chơi gây rắc nó về thôi, nó đâu mình đâu giữ được nó, mà nó đâu ở được đâu con. Nó còn phải lo mà học hành nó là mọi thầy cũng chuyện gia đình của nó nữa. Bây giờ lương tháng là được 4-5 triệu cô ha, đủ sống ha? Như cô làm lương tháng có 3 triệu rồi, xong rồi cô mướn từ nhà 1 tháng 1.5 triệu, cái điện nước là chưa chín rồi con. Trời ơi, vậy sao mình sao đủ sống? Vậy nó cũng mệt. Đi làm cho người ta là người ta bao cơm hả? Không, không, cô giúp việc nhà, ví dụ như con làm vợ con đó là quét dọn này kia nọ mấy tiếng vậy đó, rồi cô làm 3 tiếng là ta trả rồi 3 tiếng, 4 tiếng trả 4 tiếng vậy đó không? Sao mà khổ vậy? Khổ. Nó mới 71 tuổi rồi. Cô thừa biết cô 71 tuổi rồi. Dạ. Cô không muốn lên đây nữa. Nhưng mà dạ. Về cô nói không nghe. Ở nhà trọ thì có một mình một và buồn ha. Không buồn thì có buồn. Nhưng mà vậy sao mấy năm về trước á, lúc mình năm mấy á, sao mình không đi tìm chồng đi cho nó dễ? Cô cũng có quen với một vài người mà người ta đã có vợ rồi. Ừ, có vợ rồi quen chí. Thì cô đâu có biết, thì quen rồi ở rồi cái đó rồi biết vậy đó, rồi cô mới là chia tay vậy không? Mình phải đi tìm hiểu cho kỹ rồi mình quen nhé. Mình đã biết là chồng mình có vợ mình không chịu rồi, giờ mình vô lấy chồng người ta nữa. Không được. Trời ơi. Rồi bây giờ thì cô muốn một anh nào, một chú nào đó ở trọ cũng được hả? Cô nói gì cơ? Một chú nào ở trọ cũng được hả? Chú nào ở trọ, ví dụ chú ở thành phố thôi, nhưng cô không có chịu về quê, tại vì cái tuổi mình lớn rồi, mình không có về mình giúp được cái gì cho người ta hết, chú thằng chồng thành phố. Cô có thật sự không, giờ mấy cái chú mà bảo vệ cũng được, hay là hoặc là chạy xe ôm, chơi gác thì cũng được. Ví dụ mà chú lên đây cứ mừng ăn mà không có nhà cửa hay trọ, mà ví dụ thấy cô hợp biết cô thì cô cũng đồng ý mua theo người đó, hay người đó dở với cô cũng được. Ý cô vậy. Vì chú có tuổi già không? Đêm không mình quản là vợ cô mà không muốn kêu, không kêu ai vậy. Cô cháu mình thì nó cô từ xưa giờ cô không có con hả? Có con không? Thật sự cô không có con. Có cháu không? Gì không? Cô có cháu không? Nói gì? Không có con, không có cháu gì luôn. Không có con cái gì chứ. Có cháu. Rồi cháu có, nhà cô ba cây ba gái rồi, cháu luôn là rồi. Ba. Rồi. Được đủ thứ đó. Căng quá thì căng rồi. Rồi đợi chơi đi lát đi về. Rồi thế hôm nay cô lên đây rồi, cô có vui chưa? Gì vui hôm nay lên đây là tuyển chồng có vui không? Cô tuyển chồng. Cô tuyển chồng có vui không? Cô thấy vui. Vui ha. Rồi. Hôm nay cô lên đây, cô có đồng ý cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình đã chia sẻ không? Rồi, đồng ý không? Rồi, cô có đồng ý và cho phép toàn thể mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không bao giờ gỡ xuống, cô đồng ý không? Cô nghe rõ, có không đăng lên mạng mà không gỡ xuống, cô đồng ý không? Đồng ý nhá. Có gì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nhá. Rồi, xin cảm ơn quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Vì xin cảm ơn và xin kính chào. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Anh uống bớt chưa? Đã nhiều. Đỡ nhiều rồi, anh uống được mấy chai rồi? Anh uống chẳng phải gần chục chai. Rồi, thế thì trước khi anh uống cái tình trạng bệnh anh thế nào? Coi như hồi trước á là cái bàn tay mình để thẳng ra gì phải không? Dạ. Là chỗ cái khớp ngón á là... Cái khớp ngón là ở cái bàn á. Nó sưng lên. Dạ. Nó phù lên, bây giờ nó xẹp rồi, bằng luôn rồi. Ồ, vậy là nó sưng ngay cái khớp mà gọi anh thoái hóa khớp tay đó ha. Rồi nó bị tê bì, nó bây giờ thì nó còn tê nhưng mà cái sưng thì nó đỡ nhiều lắm rồi. Sau khi anh uống được mấy ngày thì nó bớt anh?
anh uống coi như là khoảng sang ngày thứ hai là anh thấy có cảm giác nó lạ rồi. Ồ, và thêm 10 phần anh bớt được mấy phần rồi? 10 phần rồi bớt chắc cũng phải là 8 rồi. 8 phần rồi. Ý em hỏi anh là anh uống được mấy chai thì cảm giác là nó bớt? Thì nó từ chai thứ nhất đi là bắt đầu nó từ từ nó bớt rồi. À, hết hết chai thứ nhất là bắt đầu là bớt từ từ rồi Vô ha. tình anh hai cái bàn tay anh đan vào nhau một cái anh giật mình luôn. Dạ. Anh giật mình cái anh bảo trời xong mà tự nhiên nó xẹp dữ vậy nói. Vậy là anh hợp thuốc á, vậy may mắn á, chúc mừng anh. Chứ bình thường thì phải phải một hai chai thì bắt đầu nó mới chuyển biến từ từ. coi như Dạ. anh uống đến ngày thứ hai là anh có cảm giác nó khác rồi. Dạ, vậy là anh hợp thuốc á. Anh ở đâu nhỉ? Rồi rồi. Anh ở hôm nay này ngay gần em này À em hôm bên nay Bình đúng Giang phải không? hôm Em bên nay Bình đúng Giang rồi. Vậy thì để em gửi cho anh một chai nữa nhá. rồi ok Rồi rồi cảm ok ơn anh, em uống nhiều tốt nha. thì anh giới thiệu giúp em nhá. Rồi rồi có giới thiệu mấy người rồi, người ta cũng mua rồi đấy. Rồi em cảm ơn anh, em chào anh nhá. Rồi 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 rồi. Dạ.